chuẩn bị sinh nhật cho Kitty. Tối Kitty phụ dán mấy cái này nè. Kitty thức tới sáng luôn. Giờ Kitty ngủ rồi. Kitty ngủ rồi, lát nữa chừng nào có đồ ăn đồ đầy đủ xong rồi mới kêu Kitty dậy. Đó, trai Út nè. Trai Út là em của Kitty nè. Đó, sinh nhật chị mà em nó nhoi lắm. Rất sớm hơn chị nữa. Chị giờ còn ngủ. Giờ người ta ngủ, ảnh còn thức, ảnh có đi... Alo. TV. Alo. Người ta còn ngủ, ảnh thức, thức sớm nè. Ảnh nôn nè. Anh không xin việc chị nè. Xin ơi. Hello. Hello Kitty. Hello xin. Xin ơi. Đó. Happy birthday T, chữ T nè. Đó. Đó, quà tặng của Kitty sinh nhật lần thứ 4 đó. Nhiều không? Nè. Đó, thơ nè. Gì chứ không? Đây là cặp tóc trơ. Trời ơi. Hai cái luôn. Ba cái luôn. Cặp tóc nơ màu. Nè. Cặp tóc công chúa nữa nè. Dương miệng nè. Trời ơi quá trời luôn. Thật. Đó. Đó trời luôn. Đúng là con gái đầy. Đó. Toàn là đồ con gái không? Đây nữa nè. Hộp mẹ đi thành phố mày mua về đó. Đó. Rồi sắp vô trả lại. Hồi nữa Kitty vậy, Kitty thấy chắc vui lắm. Quá trời. Cái này không tốt. Đó. Nhà karaoke trống đàn đầy đủ. Đó, bộ đồ nhà bếp nữa nè. Đó, cái tiệc có nhiều quà ghê không? Bánh nè. Đó, quá trời bánh luôn. Hộp quà Hello Kitty nữa nè. Đó, Kitty có luôn một bộ trang điểm rất là hoành tráng luôn nha. Đó, quà sinh nhật của Kitty đó. Nè. Ồ, thấy chưa? Kitty được nhiều quà chưa? Đó, cưng lắm đó nha. Giáo sư tiến sĩ Trường Việt Bình nhận chữa tụ tóc quay đầu, gọi vào vắt ngay tôi tư vấn miễn phí. Đây ngốt lại phá đầu chị nè. Đó đàn ông trai gì mà lại bàn trang điểm ngồi rồi công phu quá ha. Tính làm cái gì ạ? Tính sơn môi hay cái gì ạ? Trên tính ngồi sơn môi hay cái gì ạ? Xin ơi, xin định ngồi sơn môi hay làm gì đó? Bye bye đi, xin bye bye đi. Ba tắt nha, xin bye đi nè, bye xin. Xin ơi, xin bye bye. Bye bye.